Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 138 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Nói tiếp về Kỷ Linh, lúc đó khi bay được chừng nửa canh giờ, phía trước lập tức xuất hiện một hòn đảo cực lớn, tựa như một cái hồ lô. Mà hòn đảo giống như cái hồ lô này lại do hai hòn đảo một lớn một nhỏ nối liền mà tạo thành. Cây cầu gỗ thì đi thông tới hòn đảo này. Ở cuối cầu gỗ là Nguyện Ngục Thần, đầu chọc lông mày đỏ đang đứng ở đó. Đây là Vạn Sơn Đảo hay sao? Kỷ Linh hạ xuống rồi cười nói. Nói cho đúng hơn thì hòn đảo nhỏ này là nơi chứa bảo vật, có thể gọi là bảo vật chi đảo. Luyện Ngục Thần chỉ về phía hòn đảo xa xa nói. Hòn đảo lớn kia mới thực sự là Vạn Sơn Đảo. Trên hòn đảo nhỏ này có không ít bảo vật, người có thể lựa chọn 3 loại. Sau khi chọn xong, nhất định người phải tiến vào đảo lớn, không có cách nào tới chỗ này nữa. Kỷ Linh cũng hiểu rõ, Nguyệt Hạ Đàm này chỉ có thể tiến vào mà không thể lui. Ví dụ như tiến vào Hỏa Sơn Đảo vậy, sẽ không có biện pháp trở lại Tuyết Đảo. Tiến vào Vạn Sơn Đảo sẽ không có biện pháp quay về Hỏa Sơn Đảo cho đến chết, hoặc là đi ra ngoài trở lại tam giới. Có thể chọn 3 kiện ư? Kỷ Linh kinh ngạc nói. Ta nghe nói hòn đảo thứ 4, hòn đảo thứ 5 cũng có thể chọn bảo vật mà. Đúng vậy, Luyện Ngục Hỏa Thần gật đầu nói. Hòn đảo thứ 3, thứ 4, thứ 5, tất cả đều có bảo vật, đều được lựa chọn 3 loại, cho nên tổng cộng sẽ có 9 loại. Khi ngươi đến hòn đảo thứ 5, như vậy ngươi cũng có thể rời khỏi Nguyệt Hạ Đàm này rồi. Đương nhiên, trong một hỗn độn kỷ nguyên kia cũng chỉ có một người tên là Giác Minh còn sống đi ra ngoài mà thôi. Trong lòng Kỷ Linh lập tức sinh ra sự nghi hoặc. Ở trong truyền thuyết của tam giới có nói, năm đó Giác Minh Phật Tổ mang theo 3 kiện bảo vật rời khỏi Nguyệt Hạ Đàm này, thế nhưng Luyện Ngục Thần lại nói là 9 kiện. Xem ra còn có 6 kiện bảo vật mà Giác Minh Phật Tổ không có muốn công khai ra bên ngoài. Kỷ Linh thầm nói, mau đi theo ta. Hành tàu ở trên đảo nhỏ phương viên chừng 100 vạn dặm, chỉ một lát sau bọn hắn đã đi được 100 vạn dặm, đi tới bên trên một mảnh hồ nước. Đối với Như Ý Linh Xà Toa có thể vượt qua hải dương vô tận mà nói, phương viên 100 vạn dặm quả thực chỉ được coi là đảo nhỏ. Ở bên trên cái hồ nước này còn mơ hồ có sương mù, cho nên cũng không có cách nào thấy rõ được. Tán ra! Luyện Ngục Thần vung tay lên, tất cả sương mù đều tản ra. Cái hồ nước này cũng hiện lên, không ngờ bên trên hồ nước lại phân biệt ra thành 9 khu vực. Có nham thạch nóng cháy, nóng bỏng vô cùng. Cửu Diễm Tương sinh trưởng ở trên nham thạch nóng cháy, bên trên tạo ra một đóa tuyết liên. Cũng có băng tâm tủy chậm rãi lưu động, bên trên băng tâm tủy lạnh lẽo còn sinh trưởng ra một gốc băng tâm linh diệp óng ánh. Cũng có vô số cỏ dại tràn ngập sinh cơ, bên trong vô số cỏ dại lại ngưng kết ra một loại trái cây màu xanh biếc. 9 khu vực hoặc là nóng bỏng, hoặc là lạnh lẽo, hoặc là hắc ám, hoặc là sinh cơ bừng bừng, hoặc là tĩnh mịch. Mơ hồ có một trận pháp đem 9 khu vực này kết hợp lại với nhau. Ồ, băng tâm túy, cửu diễm tương, không ngờ nơi này lại có tất cả hay sao? Tim của Kỷ Linh lập tức đập rộn lên, kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới ở hòn đảo thứ 3 đã phát hiện ra được băng tâm túy mà hắn vô cùng khát vọng. 3 kiện bảo vật mà Giác Minh Phật Tổ đã công khai, không ngờ ở nơi đây đều có cả. Kỷ Linh lập tức đoán ra được. Xem ra bảo vật ở trên hòn đảo thứ 4 và hòn đảo thứ 5 mà Giác Minh Phật Tổ đã lấy được, hắn cũng không có công khai ra ngoài. Dù đoán, hắn cũng có thể đoán ra được bảo vật ở những hòn đảo sau có khả năng sẽ còn chân quý hơn một chút, thậm chí còn có công dụng rất lớn. Chọn đi. Luyện Ngục Thần ở bên cạnh thấy Kỷ Linh ngẩn người, lập tức thúc giục nói. Tổng cộng có 9 loại bảo vật, người lựa chọn bảo vật đi. 9 loại bảo vật ư? Kỷ Linh sững sờ. Ở nơi này có 9 khu vực, như khu vực của băng tâm tủy sinh trưởng ra một cây băng tâm linh diệp. Tự nhiên băng tâm linh diệp rất là chân quý. Thế nhưng một lượng lớn băng tâm tủy đang chậm rãi lưu động kia, Kỷ Linh cũng có khát vọng đạt được. Cái băng tâm tủy kia ta có thể chọn được không? Đột nhiên Kỷ Linh hỏi. Băng tâm tủy ư? Luyện Ngục Thần nhíu mày nhìn Kỷ Linh nói.
Bên trên băng tâm túy ngưng kết ra băng tâm linh diệp. Ngươi cần phải chọn băng tâm linh diệp. Đó là do tinh hoa ngưng tụ mà thành. 9 khu vực đều có tinh hoa ngưng kết mà thành. Ngươi cần phải chọn tinh hoa được ngưng tụ ra. Ta muốn băng tâm túy, có được không? Kỷ Linh hỏi. Băng tâm linh diệp thì nhất định có thể chọn. Vậy thì băng tâm túy thì sao đây? Luyện Ngục Thần nhíu mày. Băng tâm túy này chính là căn cơ. Vì có băng tâm túy này cho nên có thể sinh trưởng ra được băng tâm linh diệp. Nếu như băng tâm linh diệp bị ngắt đi, chỉ cần có đủ thời gian thì có thể lại một lần nữa sinh trưởng ra băng tâm linh diệp. Người có thể chọn băng tâm linh diệp, thế nhưng băng tâm túy là căn cơ. Sao ta có thể cho ngươi được chứ? Trong lòng Kỷ Linh lập tức phiền muộn một chút. Băng tâm túy là căn cơ ư? Không có băng tâm túy thì sẽ không thể thay nghén ra được băng tâm linh diệp. Luyện Ngục Thần nhìn Kỷ Linh nói. Cả đám thiên thần tiến vào Vạn Sơn Đảo cũng không thể bởi vì một mình ngươi mà cắt đứt bảo vật này được. Ta nghe nói Sắc Minh lúc trước đi ra ngoài lấy được băng tâm linh diệp cũng không chỉ có một khốc mà. Kỷ Linh bỗng nhiên nói. Sắc mặt Luyện Ngục Thần lập tức biến hóa, thấp giọng chửi bới nói. Giác Minh này đạt được bảo vật mà vẫn còn nói lung tung bên ngoài, thật là đáng chết mà. Ngươi nói không sai. Luyện Ngục Thần nhìn về phía Kỷ Linh rồi nói. Lúc trước Giác Minh tiến vào Nguyệt Hạ Đàm là thời gian rất lâu rồi. Hắn một mạch xông đến Vạn Sơn Đảo này, là người thứ hai trong Nguyệt Hạ Đàm xông đến Vạn Sơn Đảo. Khi đó quả thực băng tâm linh diệp có rất nhiều, cho nên 12 gốc cũng không coi vào đâu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nguyên một đám thiên thần trải qua không ngừng mài giũa, thực lực càng thêm tinh tiến, cho nên cả đám tiến vào Vạn Sơn Đảo này. Nhiều người đương nhiên bảo vật cũng sẽ ít đi thôi, cho nên mới đổi thành chỉ có thể chọn được một gốc mà thôi. Người đã có thể một mạch xông đến nơi đây, nếu như người muốn 12 gốc, ta cho ngươi là được rồi. Luyện Ngục Thần nói xong lập tức vung tay lên. Vèo vèo. Lập tức khu vực của băng tâm tủy xuất hiện gợn sóng, dường như cấm chế đã được triệt hồi. Bên trên lập tức hiện ra một đám băng tâm linh diệp đang chập chờn. Lướt mắt nhìn qua khu vực băng tâm tủy trong phương viên vài dặm, sợ rằng cũng có hơn vạn gốc băng tâm linh diệp đang sinh trưởng. Nhiều như vậy sao? Kỷ Linh giật mình. Nhiều ư? Nếu như một tên thiên thần muốn 12 gốc, như vậy hơn 1000 tên thiên thần chẳng phải sẽ hơn 1 vạn gốc hay sao? Luyện Ngục Thần khẽ nói. Bảo vật này đương nhiên phải tiết kiệm một chút. Ta cũng là bởi vì thấy ngươi một mạch xông đến nơi đây, cho nên mới nguyện ý cho ngươi 12 gốc này. 12 gốc băng tâm linh diệp không có vấn đề gì, thế nhưng băng tâm túy đó chính là căn cơ, đừng suy nghĩ nữa. Kỷ Linh đã hiểu ra hơn vạn gốc băng tâm linh diệp ở trước mắt là do băng tâm túy kia sinh trưởng, cho nên muốn lấy được băng tâm túy khó khăn như thế nào đây? Kỳ thực, Kỷ Linh nói, kỳ thực ta chỉ cần một chút băng tâm túy, ví dụ như băng tâm túy phạm vi tầm hơn 10 trượng là được. Tầm hơn 10 trượng ư? Luyện Ngục Thần trừng mắt nói. Còn nói một chút sao? Thấy vậy, trong lòng Kỷ Linh lập tức vui vẻ. Nhìn khẩu khí của Luyện Ngục Thần này, hiển nhiên là có chỗ trống để thương lượng. Nơi này có băng tâm túy phạm vi vài dặm, loại chỉ vèn vẹn tầm hơn 10 trượng lại có rất ít mà. Kỷ Linh nói. Thấy ánh mắt vẻ mặt của Luyện Ngục Thần, Kỷ Linh biết rõ rất không có khả năng, cho nên hắn lại nói tiếp. Như vậy thì phạm vi 10 trượng đi. Người biết băng tâm túy này sâu bao nhiêu không? Luyện Ngục Thần hỏi lại. Sâu gần 30 trượng. Người muốn phạm vi 10 trượng sâu 30 trượng hay sao? Chuyện này căn bản không có khả năng. Phương viên 3 trượng, sâu 3 trượng. Kỷ Linh nói. Ta chỉ muốn một chút như vậy thôi. Luyện Ngục Thần nhíu mày. Nhiều băng tâm tủy như vậy, cộng thêm một gốc băng tâm linh diệp. Kỷ Linh nhìn Luyện Ngục Thần nói. Những bảo vật khác ta cũng không muốn. Trước đó ngươi cho ta chọn 3 kiện, thế nhưng ta chỉ muốn băng tâm tủy phạm vi 3 trượng cùng với sâu 3 trượng, lại thêm một gốc băng tâm linh diệp. 3 trượng ư? Luyện Ngục Thần nhìn Kỷ Linh do dự một lúc lâu. Kỷ Linh thì nhìn hắn. Được rồi. Luyện Ngục Thần gật đầu nói. Nể mặt ngươi một mạch xông đến chỗ này, 3 trượng còn không ảnh hưởng được tới căn cơ. Trước đó ngươi được phép chọn 3 loại bảo vật, hiện tại chỉ có thể là một gốc băng tâm linh diệp cùng với những băng tâm tủy này mà thôi. Được. Kỷ Linh đại hỉ. Sao, ngươi có bảo vật để thu vào hay không? Luyện Ngục Thần nhìn về phía Kỷ Linh. Kỷ Linh lập tức lấy ra một hồ lô màu xanh ngọc.
Luyện ngục thần gật gật đầu rồi lập tức vung tay lên, giống như có một bàn tay vô hình đào ra một cái hố ở khu vực băng tâm tủy. Hố nước này ước chừng dài 3 trượng, sâu 3 trượng. Những băng tâm tủy trong cái hố này trực tiếp trôi nổi bay về phía Kỳ Linh. Thu! Tâm ý của Kỳ Linh khẽ động, lập tức những băng tâm tủy kia nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bay vào bên trong hồ lô màu xanh ngọc. Đậy cái nắp lại, tiếp đó khẽ vươn tay thu một gốc băng tâm linh diệp đang bay đến trước mặt. Lúc này Kỳ Linh mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã thành công. Những bảo vật khác quả thực Kỳ Linh cũng không có động tâm. Hắn không phải là người biết luyện khí, cũng không biết luyện chế đan dược, các loại thủ đoạn khác cũng không nhiều. Thứ hắn cần chính là bảo vật và pháp môn gia tăng thực lực mà thôi. Lần này thực sự là thua lỗ rồi. Thiên thần bình thường, tùy tiện một gốc băng tâm linh diệp và ba loại bảo vật là có thể đuổi đi được rồi. Luyện ngục thần nói thầm. Không ngờ hắn lại biết rõ Giác Minh kia đạt được 12 gốc. Giác Minh này thật là một tai họa. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Luyện ngục thần trừng mắt nhìn Kỳ Linh. Còn muốn ta tiễn ngươi hay sao? Kỳ Linh cười cười lập tức rời đi. Hắn mang những thứ có được vào bên trong tiên phủ. Một phân thân bản tôn khác của Kỳ Linh đang ở một trong tĩnh phòng bên trong tiên phủ. Băng tâm túy đã tới tay rồi. Kỳ Linh cầm hồ lô màu xanh ngọc, vẻ mặt vui mừng không thôi. May mà luyện ngục thần này còn dễ nói chuyện, cũng không phải quá cứng nhắc, bằng không mà nói sẽ rất là phiền toái đây. Kỳ thực biết rõ Giác Minh Phật Tổ năm đó thu được 12 gốc băng tâm linh diệp, mà vừa mới ban đầu luyện ngục thần chỉ cho hắn có một gốc. Khi đó Kỳ Linh đã ý thức được nhất định luyện ngục thần đã động tay động chân, bởi vì mỗi một vị thiên thần tiến vào Vạn Sơn Đảo tuyệt đối không có khả năng cho có một gốc băng tâm linh diệp. Có lẽ luyện ngục thần cần phải có quyền lực nhất định. Có lẽ hắn không thể cho thiên thần quá nhiều, thế nhưng lại có thể cho một chút. Kỳ Linh cố gắng thử, cuối cùng cũng đã thu nó tới tay. Dài rộng 3 trượng, sâu 3 trượng. Băng tâm tủy này so với nước còn nhẹ hơn một chút. Kỳ Linh nói thầm. Nhiều băng tâm tủy như vậy, ước chừng cũng có 60 vạn cân. Băng tâm tủy có thể trôi nổi lơ lửng trên mặt nước, bất quá nhiều như vậy cũng đã đủ rồi. 36 phân thân của ta cần tổng cộng 36 vạn cân là đủ rồi. Đạt được bảo vật, Kỳ Linh cũng không do dự. Lúc này hắn lại lấy ra một cái hồ lô màu đỏ. Ở trong hồ lô màu đỏ chính là cửu diễm tương. Lần này tới Nguyệt Hạ Đàm, Kỳ Linh đã mang theo 10 vạn cân cửu diễm tương tới đây. Bắt đầu thôi. Kỳ Linh mở nút của hồ lô màu đỏ, hồ lô màu xanh ra đặt ở trên mặt đất xa xa, sau đó lập tức lặng lẽ khoanh chân mà ngồi. Xoẹt xoẹt. Chỉ thấy Kỳ Linh lăng không trôi lơ lửng trên không trung, chỉ cách mặt đất ước chừng 10 trượng. Pháp lực chân tiên ở trong cơ thể cuộn trào, dần dần tạo thành trận pháp cực lớn giữa phía dưới Kỳ Linh. Theo pháp lực cuộn trào, trận đồ dần dần có kim quang nổi lên. Kim quang của trận đồ tạo thành hình tròn, phạm vi gần 100 trượng, giống như là một màn hào quang cực lớn vậy. Có một lượng lớn phù văn lưu động, pháp lực rót vào, huyền diệu vô cùng. Phí nửa canh giờ thì Kỳ Linh mới hoàn toàn ngưng kết thành công. Hỏa trận đồ đã được ngưng kết thành hình rồi. Kỳ Linh thở dài một hơi, lấy ra một viên đại la tiên đan để bổ sung pháp lực, lập tức lại bắt đầu ngưng kết ra một trận đồ khác. Chỉ thấy trên bầu trời, đỉnh đầu của Kỳ Linh cũng bắt đầu có một trận đồ cực lớn, phương viên chừng 100 trượng đang dần dần hiện ra. Theo Kỳ Linh không ngừng ngưng kết phát thảo, trận đồ này cũng dần dần nổ lên hắc quang, càng thêm hoàn mỹ nồng đậm, cuối cùng tựa như hắc ngọc vậy. Trận đồ kim quang rộng 100 trượng ở dưới chân, trận đồ hắc ngọc rộng 100 trượng ở trên đầu. Băng hỏa trận đồ đã thành, bắt đầu rèn luyện kim đan thôi. Kỳ Linh mở mắt ra, hai mắt nhìn về phía hai cái hồ lô đặt ở phía xa. Chỉ thấy kiểu diễm tương băng tâm tủy đặt ở bên trong hai chiếc hồ lô màu xanh và màu đỏ liền bay ra. Tất cả bay ra ngoài chừng 1.500.000 cân. Kỳ Linh cũng lo lắng không đủ, cho nên mới mang ra nhiều thêm một chút. Kiểu diễm tương và băng tâm tủy đều ngưng tụ thành một đoàn. Hai đạo hình cầu đang lơ lửng ở phía trước mặt Kỳ Linh. Một đoàn kiểu diễm tương tạo thành hình cầu, một đoàn băng tâm tủy cũng tạo thành hình cầu. Kiểu diễm tương băng tâm tủy ở bên trong đều chậm rãi chuyển động. Vèo vèo. Một lượng lớn tinh hoa ở bên trong hình cầu kiểu diễm tương không tự chủ được dần dần bị trận đồ kim quang ở phía dưới thu vào. Mà một lượng lớn tinh hoa ở bên trong hình cầu do băng tâm tủy hình thành thì lại không ngừng bị trận đồ hắc quang ở phía trên thu vào. Sau khi hấp thu tinh hoa của hai đại kỳ vật, lập tức quy năng của trận đồ tức thì tăng lên rất nhiều,
đồng thời cũng có được lực lượng huyền diệu khó lường. Hai cỗ lực lượng xuyên thấu qua thân thể của Kỳ Linh, trực tiếp giao hòa với khỏa thuần dương kim đan ở trong thân thể của Kỳ Linh. Lực lượng hoàn toàn trái ngược với băng hỏa, bất kể là kiểu diêm tương hay là băng tâm tủy, đều là kỳ vật từ bên trong hỗn độn thai nghén mà ra. Lực lượng ẩn chứa bên trong rất là thần kỳ và vô tận. Thực sự là rất thoải mái mà. Kỳ Linh cảm giác được thuần dương kim đan của mình được lực lượng băng hỏa chi lực tràn ngập thần kỳ và vô tận rèn luyện, cảm giác rất là thoải mái. Đồng thời kim đan cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Tuy rằng chậm chạp, thế nhưng loại thay đổi này Kỳ Linh vẫn có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng. Trong một thời gian ngắn có lẽ sẽ thay đổi rất nhỏ, thế nhưng nếu là thời gian 1-2 ngày, 3-4 ngày, thay đổi sẽ rất là kinh người. Dựa theo băng hỏa thấu luyện kim đan thuật ghi lại, đem thuần dương kim đan của ta tăng lên tới loại thứ hai, như vậy cũng cần chừng thời gian 1 tháng. Quá trình này cần chậm chạp, dần dần làm cho kim đan thoải mái, ôn dưỡng và thay đổi kim đan, không thể nóng vội được. Kỳ Linh đè xuống sự kích động trong lòng, đồng thời thông qua hai trận đồ dần dần hấp thu lực lượng bên trong để rèn luyện kim đan. Tin rằng 1 tháng sau, thuần dương kim đan của hắn sẽ chính là đẳng cấp thứ hai, xem như là đẳng cấp bán độ đạo tổ. Loại lột xác này có thể là lột xác căn bản. Một khi kim đan lột xác, như vậy thần hồn mà kim đan thai nghén ra cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đành chờ 1 tháng sau vậy. Một phân thân của bản tôn đang thi triển băng hỏa thấu luyện kim đan thuật để rèn luyện thuần dương kim đan, mà một phân thân bản tôn thì đã đi ra khỏi đảo nhỏ, đi tới bên trên đảo lớn của Vạn Sơn Đảo. Lối vào của Vạn Sơn Đảo cũng có một tấm bia đá màu đen. Bên trên tấm bia đá này có đồ án hỏa diễm. Tấm bia đá ở trên Hỏa Sơn Đảo lúc trước ẩn chứa huyền diệu côn pháp của Tuyết Ma kia. Có lẽ bên trên tấm bia đá này ẩn chứa sự huyền diệu kích pháp của Luyện Ngục Thần. Đối với chuyện này, Kỳ Linh vẫn rất có hứng thú. Tuy rằng hắn đã ác chiến lâu như vậy với Luyện Ngục Thần, thế nhưng dù sao đều là điên cuồng mà chém giết, rất khó có thể nhìn trộm được một ít bản chất của đối phương. Kỳ Linh đứng ở phía trước tấm bia đá màu đen, nhìn đồ án hỏa diễm kia, rất nhanh ý thức của hắn cũng hấp dẫn vào bên trong. Ở trong không gian mờ mịt, một sinh vật hình người cầm trong tay song kích, từ chiêu thức cơ sở dần dần từng bước một thi triển song kích kia tới cấp độ cao thâm hơn. Trước tiên là đơn giản, sau đó là phức tạp, trước tiên chậm chạp, sau lại mạnh mẽ, cuối cùng hòa vào làm một mạch, hội tụ thành chiêu thức đáng sợ cuối cùng. Một lúc lâu sau, ý thức của Kỳ Linh thoát khỏi bia đá, trên mặt hiện lên vẻ tán thán. Từ thô thiển cho đến thâm sâu, tất cả đều xem một lần, thu hoạch rất nhiều. Song kiếm thuật của ta thi triển ra vẫn còn có chút chênh lệch. Kỳ Linh có chút thu hoạch, làm hắn đã có tâm tư muốn hoàn thiện Minh Nguyệt kiếm thuật. Xem Vạn Sơn Đảo trước một chút vậy. Kỳ Linh đưa tầm mắt nhìn qua, trên hòn đảo rộng lớn này có từng ngọn núi hoặc là cao vút trong mây, hoặc là sắc bén như kiếm, hoặc là thấp bé, hoặc là quỷ dị, đủ loại ngọn núi. Số lượng ngọn núi sợ rằng có thể đạt tới hơn 1 vạn. Hơn nữa, mỗi một ngọn núi đều không có dính dáng gì tới những ngọn núi khác cả. Hơn vạn ngọn núi cô lập với nhau, quả thực có thể xem như là kỳ cảnh. Không biết trên đảo này có thiên thần nào đó hay không? Lúc này, Kỳ Linh mới bắt đầu đi đến chỗ sâu trong Vạn Sơn Đảo. Theo như lời của Luyện Ngục Thần kia nói, hòn đảo này cũng tên là Vạn Sơn Đảo. Kỳ Linh cười nói, bên cạnh hắn là 7 vị Long Thần và Tụ Kha Thiên Thần. Vạn Sơn Đảo ư? Không tệ, không tệ. Bạo Long Thiên Thần dùng đôi mắt to như chuông đồng hưng phấn nhìn bốn phía. Hòn đảo này giống như là một thanh trường mâu đâm vào trong thương khung, có ý tứ, rất có ý tứ. Vạn Sơn Đảo, cả cái tên cũng rất tốt mà. Hiện tại Tụ Kha Thiên Thần cũng đã khôi phục lại bản sắc, mây xanh gió nhạt tiêu sái vô cùng. Hắn nhìn ra bốn phía, trong lòng tràn ngập sự vui sướng. Không có nghĩ tới, nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy hòn đảo thứ ba này rồi. Vốn ta chỉ dám nghĩ đến hòn đảo thứ hai là đã can tâm rồi. Nói không chừng Bắc Minh sư đệ có thể liên tục xông ra bên ngoài. Nói không chừng quả thật là có thể. Bắc Minh huynh đệ, chúng ta tin tưởng vào ngươi. Cả một đám cười ha hả nói chuyện với nhau. Kỳ Linh cũng không dám nói mạnh miệng. Chính người bọn hắn một đường đi tới, tuy rằng Vạn Sơn Đảo rất lớn, thế nhưng bọn hắn dùng xúc địa thành thốn, cho nên đi cũng rất nhanh. Trong chốc lát đã đi được mấy trăm vạn dặm. Lúc này cả đám đã nghe được tiếng cười lớn, âm thanh vang vọng.
Chuyện này khiến cho 9 người kỳ linh nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tò mò. Dường như có rất nhiều người. Đi, đi nhìn một cái xem thế nào. Đi tới gần chỗ phát ra thanh âm, càng tới gần thanh âm cũng càng thêm rõ ràng hơn. Được, 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 Phỉ Du đại ca hát rất hay, ta cũng tới một bài nào. Nguyệt Hạ Đàm quả thực là tự tại, uống rượu ngon, quả thực là thống khoái mà. Không lo buồn, không lo buồn, vùi đầu một giấc ngủ đến trăm năm. Thanh âm hào phóng, giống như sét đánh vang vọng, lại còn mang theo tiết tấu đơn giản, khiến cho Kỳ Linh nghe qua lập tức nháy mắt. Đây mà gọi là hát sao? Hát cũng không tới mức đó. Rất nhanh, 9 người Kỳ Linh đã đi tới nơi phát ra thanh âm kia. Chỉ thấy bên trên hoang dã phía xa xa đang có đống lửa thiêu đốt. Bên trên đống lửa này còn đang nướng thịt dã thú đã bị lột ra. Dưới ánh lửa, mặt ngoài của đám dã thú kia đã bị nướng vàng ươm, có mỡ rơi xuống bên dưới. Khi nhỏ vào trong ngọn lửa lập lè, tức thì phát ra tiếng sập xèo. Mùi thơm kia đã sớm tràn ngập ra chung quanh. Nướng mấy chục đầu dã thú, chung quanh thì có một đám nam nữ hoặc là đang ngồi hoặc là đang đứng hát. Phần lớn bọn hắn đều ăn mặc dã thú, tiêu sái tự tại. Cũng có một ít người mặc áo bào, thế nhưng mỗi người đều rất là tùy ý. Mỗi người hoặc là dùng chén nhỏ, hoặc là ôm vào rượu. Cả đám dùng miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, tùy ý cười lớn. Ha 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 ha, các người ở đây thực sự là thoải mái, lại còn ăn thịt nữa chứ. Liệt Long Thiên Thần cười lớn rồi tiến lên. Ta biết ngay, Phỉ Du đại ca ở đây mà. Đám người các ngươi đi theo Phỉ Du đại ca, mỗi ngày đều có thịt ăn, ta thèm sắp chết rồi. Bạo Long Thiên Thần cũng xông lên, bảy vị Long Thần chạy tới, Kỳ Linh và Tụ Kha Thiên Thần cũng đi theo qua. Nhiều Thiên Thần như vậy sao? Kỳ Linh âm thầm kinh ngạc, vừa mới nhìn qua, không ngờ lại có trọn vẹn gần trăm tên Thiên Thần. Thất Long Thần, rốt cuộc các ngươi cũng đã tới rồi. Các ngươi ở trên Hỏa Sơn Đảo một mực không chịu qua đây, cứ muốn tự chính mình tới, sao rồi, hiện tại đã xong qua được rồi hay sao? À, Khô Long huynh đệ, đến đây, ăn thịt nào, ăn thịt nào. Đám Thiên Thần vốn đang ngồi ở đó náo nhiệt vô cùng, cũng tiến lên hoan nghênh. Dù sao bảy vị Long Thần ở trong Hỏa Sơn Đảo đã quá lâu rồi, cũng đã ngây người gần một hỗn độn kỷ nguyên, cho nên những Thiên Thần ở đây, mỗi người đều biết tới bảy vị này. Đối với Tụ Kha Thiên Thần, cũng có hơn phân nửa Thiên Thần biết đến, chỉ là Kỳ Linh cũng không có Thiên Thần nào nhận ra được Kỳ Linh cả. Ờ, để ta đến giới thiệu. Khô Long Thiên Thần cao giọng nói. Vị này là hảo huynh đệ của ta, tên là Bắc Minh. Nói ra quả thật xấu hổ, lần này chúng ta từ Hỏa Sơn Đảo đi tới Vạn Sơn Đảo này, tất cả là dựa vào Bắc Minh huynh đệ đây. Bắc Minh huynh đệ từ lúc tiến vào Nguyệt Hạ Đàm cho tới lúc này là một đường giết đến nơi này luôn. Ồ, vậy sao? Bắc Minh huynh đệ, đến đây, ta mời ngươi một chén nào. Có thể một hơi giết đến Vạn Sơn Đảo, thật bội phục. Gần trăm tên Thiên Thần kia lập tức dùng ánh mắt khác lạ nhìn Kỳ Linh, không giống với lúc trước nữa, mỗi người đều chủ động tới mời rượu. Kỳ Linh cũng uống rượu trò chuyện với bọn họ. Sau khi trò chuyện, hắn mới biết rõ, tuy rằng ở nơi này không tính 9 người bọn hắn mới tới, thế nhưng cũng có 90 tên Thiên Thần. 98 tên Thiên Thần này tuyệt đại đa số đều là đi theo Thiên Thần khác mà tới nơi. Đối với việc xông qua Nguyệt Hạ Đàm không có ôm hy vọng gì, cho nên bọn hắn nguyện ý đi theo người khác. Người chính thức dựa vào chính mình để đi tới đây, trong 98 tên Thiên Thần này cũng chỉ có 9 người. Theo thứ tự là 9 vị Thiên Thần Thiên Hà, Vu Kỳ, Vân Ngân, Phỉ Du, Đông Hư, Quý Bộ, Đồng Khúc, Chấn Bố, Dực Thu. Tất cả đều thuộc về Thái Cực Chi Lực, Vô Cực Chi Lực, Lôi Điện Chi Lực, Phong Mang Chi Lực, cùng với một ít lực lượng đạt tới tầng thứ 4, có đủ nắm chắc để xông qua cửa ải Luyện Ngục Thần kia, cho nên mới có không ít Thiên Thần đi theo bọn hắn. Vị này chính là Phỉ Du lão đệ. Khô Long Thiên Thần mang Kỳ Linh đi gặp Phỉ Du Thiên Thần. Bạc Minh huynh đệ rất được à, có thể liên tục đi đến nơi này quả thực là hiếm thấy. Cho dù là ta cũng phải nhịn vài vạn năm ở trên Hỏa Sơn Đảo, sau khi có chỗ đột phá thì mới đến được chỗ này. Phỉ Du Thiên Thần cười. Bạc Minh huynh đệ. Khô Long Thiên Thần cười nói. Phỉ Du lão đệ này là người không thịt, không vui, không rượu, không sướng, cho nên Phỉ Du lão đệ chuyên môn mang theo một pháp bảo thế giới cỡ nhỏ. Bên trong thế giới cỡ nhỏ nuôi một lượng lớn dã thú. Rượu này có thể lợi dụng nguyên khí thiên địa để luyện chế ra, thế nhưng mà thịt lại chỉ có thể dựa vào nuôi dưỡng mới được. Cho nên Phỉ Du lão đệ ở đâu thì đám Thiên Thần ở đó sẽ rất thoải mái.
Ngươi xem, cả đám bọn hắn ăn thịt uống rượu, cả đám đều thoải mái, không biết tới dạng gì rồi đây. Bảy vị long thần chúng ta ở trong Hỏa Sơn Đảo đã rất lâu rồi, không biết mùi vị thịt như thế nào nữa. Kỷ Linh cũng cười, Phỉ Du thiên thần này quả nhiên là một người kỳ diệu. Đám thiên thần đến Nguyệt Hạ Đàm mạo hiểm, vừa mới bắt đầu thì đều mang theo hùng tâm vạn trượng. Cho dù có mang rượu thịt tới thì cũng chỉ mang theo một chút, dù sao thời gian cũng đã lâu rồi, rượu thịt cũng sẽ hỏng mất. Rượu thịt đặc biệt là thịt cũng không có biện pháp để ngàn vạn năm không hư hao. Cho nên sau một đoạn thời gian ở trong Nguyệt Hạ Đàm mà muốn ăn thịt, quả thực chỉ có như Phỉ Du thiên thần vậy, chuyên môn mang theo một cái thế giới cỡ nhỏ mà bên trong lại nuôi dưỡng dã thú, như vậy mới khiến cho nguồn cung cấp thịt liên miên không dứt. Bác Minh lão đệ, đừng chơi cười ta. Phỉ Du thiên thần cười nói, ta là người không có chí khí lớn, chỉ ưa thích uống rượu, rượu thịt. Ngươi bảo ta tu luyện trì trệ không tiến lên được thì ta còn có thể chịu được, thế nhưng nếu như không có rượu thịt ta không chịu được đâu. Không ăn không uống cho dù trường sinh bất lão thì cũng có tác dụng gì đây? Ồ, ở trong tam giới đệ cũng đã từng nghe qua thanh danh của Phỉ Du đại ca, thậm chí Phỉ Du đại ca còn có một ngoại hiệu, đó là Chí Tử Phương Hưu. Kỷ Linh cười nói, Chí Tử Phương Hưu ư? Phỉ Du thiên thần sững sờ, lập tức nở nụ cười ha hả. Đúng vậy đúng vậy, Chí Tử Phương Hưu là Chí Tử Phương Hưu. Khô Long thiên thần ở bên cạnh gật đầu nói, tiểu tử này đã từng nói qua, rượu thịt mà hết thì ngày đó hắn ta cũng sẽ chết theo. Hắn có thể dừng lại, cho nên mới gọi là Chí Tiểu Phương Hưu. Uống rượu ăn thịt một lúc lâu, cả đám thiên thần lại chia làm hai bên, một bên là chúng thiên thần khác, một bên thì là 10 vị thiên thần dựa vào chính mình để xông đến nơi này, như đám người Kỷ Linh, Phỉ Du thiên thần, Vân Ngân thiên thần. Kỷ Linh nhìn 9 vị trước mặt này, trong 9 thiên thần này có 7 vị là thuộc về Nữ Hoa trận doanh, mặt khác có 2 người có lẽ coi như là bên Vô Gian Môn. Bởi vì lúc thượng cổ tiến vào đều là trận doanh Nữ Hoa, về sau tới thời kỳ tam giới, Vạn Hoa chi chủ cũng trở sau khi Nữ Hoa nương nương rời khỏi tam giới, cho nên mới mang theo chúng tiên ma còn sót lại của Vô Gian Môn trở về. Cho nên người bên phía Vô Gian Môn tiến vào Nguyệt Hạ Đàm so với bên phía trận doanh còn ít hơn nhiều. Thoạt nhìn bọn hắn có cảm tình vô cùng tốt à? Kỷ Linh thầm nghĩ, nếu như bọn họ biết tam giới xảy ra hạo kiếp rồi, chỉ sợ sẽ không có biện pháp giống như bây giờ nữa đâu, khi đó cũng khó trở lại thành huynh đệ. Chính là bởi vì cùng bị vây bên trong Vạn Sơn Đảo này, cho nên quan hệ của đám thiên thần Vô Gian Môn và trận doanh của Nữ Hoa vô cùng tốt. Dù sao bọn hắn cũng không biết hạo kiếp đã hàng lâm, Kỷ Linh cùng với 7 vị long thần tụ kha thiên thần tạm thời cũng không có ý định công khai chuyện hạo kiếp. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang ở trong Nguyệt Hạ Đàm, không cần phải công khai vào lúc này. Bắc Minh huynh đệ, Dực Thu thiên thần nói, chín người chúng ta tìm ngươi là vì có việc muốn nói cho ngươi biết. Ồ, Kỷ Linh nghi hoặc cẩn thận lắng nghe. Hòn đảo ở phía trước rất là nguy hiểm, rất hãi hùng, thế nhưng ở bên Vạn Sơn Đảo lại an toàn hơn nhiều, nơi này không có 1000 năm tập kích một lần. Dực Thu thiên thần nhìn Kỷ Linh nói, thế nhưng Nguyệt Hạ Đàm cũng không có khả năng hoàn toàn để cho chúng ta nhẹ nhõm sinh hoạt ở nơi đây, dù sao Nguyệt Hạ Đàm cũng không nuôi phế vật. Kỷ Linh khẽ gật đầu, bình thường ở trên Vạn Sơn Đảo sẽ không có nguy hiểm, ngàn vạn năm trên ức vạn năm cũng rất khó gặp phải nguy hiểm, thế nhưng... Dực Thu thiên thần nhìn Kỷ Linh nói, thế nhưng một khi có thiên thần mới tiến vào Vạn Sơn Đảo này, như vậy Nguyệt Hạ Đàm sẽ hàng lâm kiếp nạn nguy hiểm, rất là đáng sợ. Sao kiếp nạn hàng lâm ư? Kỷ Linh có chút nghi hoặc. Vu Kỷ thiên thần ở bên cạnh híp mắt khàn khàn nói, đúng vậy, là kiếp nạn. Chỉ cần có thiên thần mới đến Vạn Sơn Đảo, như vậy kiếp nạn sẽ rất gần. Không quá bao lâu thì bên Nguyệt Hạ Đàm sẽ có một chi quân đội yêu ma đột kích, đến lúc đó sẽ chỉ có 10 người chúng ta đi nghênh chiến thôi. Về phần những thiên thần khác, bởi vì là do chúng ta mang đến, cho nên sẽ không có tư cách tham chiến. Một khi tham chiến sẽ chọc giận Nguyệt Hạ Đàm, khi đó sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ Linh gật đầu hiếu kỳ nói, quân đội yêu ma ư? Trước đó người đã gặp được Dạ Xoa, Tuyết Ma, những người này đều xem như là yêu ma, mà thứ chúng ta sắp gặp phải thì chính là quân đội do yêu ma tạo thành. Vu Kỷ thiên thần tiếp tục nói, quân đội tập kích chỉ có 10 người chúng ta nghênh địch thôi, đây quả thực là chém giết sinh tử.
Trong quá khứ, loại kiếp nạn này bình thường sẽ có thiên thần chết đi, thậm chí một lần nhiều nhất còn chết 4 gã thiên thần. Chỉ có một lần, ngay cả một thiên thần cũng không chết. Cho nên, dưới tình huống bình thường, trong 10 người chúng ta có lẽ sẽ chết 1-2 người mất thôi. Phỉ Du thiên thần nhìn về phía Kỳ Linh nói, chúng ta nói cho ngươi biết cũng là để cho trong lòng ngươi có chút chuẩn bị trước đi. Được rồi, xin đa tạ. Kỳ Linh gật đầu nói, quân đội yêu ma của Nguyệt Hạ Đàm tập kích kỳ thực cũng là đang áp bách chúng ta, khiến cho thời gian chúng ta ở trên Vạn Sơn Đảo cũng không dám quá thư giãn, phải thường xuyên đi tới cầu gỗ để tôi luyện bản thân. Vân Ngân thiên thần cảm khái nói, chỉ có không ngừng tôi luyện, thực lực càng thêm cường đại, như vậy chờ khi thiên thần mới đến, khi kiếp nạn phủ xuống thì hy vọng sinh tồn mới càng lớn hơn một chút. Vân Ngân thiên thần nhìn Kỳ Linh, Bắc Minh huynh đệ à, bởi vì 10 thiên thần sẽ lên thủ nghênh địch, cho nên phối hợp cũng rất là quan trọng. Trước khi phối hợp, chúng ta cũng cần hiểu rõ thực lực của ngươi, biết rõ ngươi am hiểu cái gì, đến lúc đó mới có thể phối hợp được tốt hơn. Đệ hiểu rồi. Kỳ Linh gật đầu. Trong chúng ta, người thực lực mạnh nhất chính là Phỉ Du đại ca. Để cho Phỉ Du đại ca giao thủ với ngươi, ngươi cũng không cần lưu tình. Sau khi hiểu rõ thứ mà ngươi am hiểu, không am hiểu, đến lúc đó mới có thể phối hợp tốt với nhau được. Vân Ngân thiên thần nói, ta không tính là ngươi có thực lực mạnh nhất đâu. Vân Ngân có thân pháp lợi hại nhất, chấn bồ thì cuồng mạnh nhất. Ta chỉ là ngươi đồng đều các phương diện hơn một chút mà thôi. Phỉ Du thiên thần cười nói, Bắc Minh huynh đệ đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã chuẩn bị xong, ta sẽ động thủ đây. Bên trên hoang dã bao la mờ mịt, Kỳ Linh mặc áo bào màu trắng và Phỉ Du thiên thần mặc da thú đứng ở phía xa đối diện với nhau, mà ở phía xa hơn thì là hơn 100 tên thiên thần đang quan sát ở đó. Vạn Sơn Đảo này mặc dù không có một lần tập kích mỗi ngàn năm, thế nhưng khi thiên thần mới đến lại có kiếp nạn đáng sợ hơn. Mà thiên thần có thể xông đến nơi này lợi hại tới đâu cơ chứ? Không ngờ mỗi lần kiếp nạn hàng lâm cơ hồ đều có thiên thần chết đi. Tụ Kha thiên thần khẽ lắc đầu thổn thức, chính là bởi vì có loại uy hiếp sinh tử này cho nên mới bức bách các thiên thần vốn đã lợi hại trở nên càng thêm lợi hại, như vậy mới càng có hy vọng xông ra khỏi nơi này. Khô Long thiên thần nghiêm mặt nói, đây đã là hòn đảo thứ 3 rồi, tiếp theo là hòn đảo thứ 4, về phần hòn đảo thứ 5, nơi đó đã không có nguy hiểm nữa. Đến hòn đảo thứ 5 thì có thể đi ra được, cho nên thiên thần có thể đến hòn đảo thứ 3 đã rất là lợi hại rồi. Về phần thiên thần chân hòn đảo thứ 4, chỉ còn cách rời đi có một bước thôi. Kiếp nạn bên trên Vạn Sơn Đảo không nhằm vào những thiên thần kia, chỉ nhằm vào những thiên thần dựa vào thực lực bản thân tới đây mà thôi. Bạc Minh huynh đệ, người cũng nên cẩn thận một chút đi. Trong tay Phỉ Du thiên thần xuất hiện hai thanh đoản kích màu đen. Là đoản kích ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Dựa theo tin tình báo mà hắn lấy được, ở thời kỳ thượng cổ, binh khí thực sự của Phỉ Du thiên thần cũng không phải là đoản kích. Ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm, trên người luyện ngục thần, ta đã tìm được món binh khí thích hợp hơn của mình. Phỉ Du thiên thần nhìn Kỳ Linh nói, tuy rằng ta cũng giống như luyện ngục thần, đều sử dụng song kích, thế nhưng mà so với hắn ta còn lợi hại hơn nhiều. Mời. Hai tay Kỳ Linh thì đột nhiên xuất hiện hai thanh thần kiếm huyết sắc. Hơn 100 tên thiên thần đang xem cuộc chiến ở phía xa, mỗi người đều nín thở. Bọn hắn cũng muốn thông qua trận chiến này nhìn thật kỹ xem vị Bắc Minh thiên thần dựa vào thực lực bản thân mình tới đây có thực lực mạnh mẽ tới đâu. Nếu như Bắc Minh thiên thần thực sự rất mạnh, như vậy khi kiếp nạn phủ xuống, sinh cơ sẽ càng lớn hơn một chút. Đương nhiên kiếp nạn đối với những thiên thần đã sớm buông tha kia mà nói cũng không có gì nguy hiểm. Thế nhưng tuy rằng bọn hắn buông tha, bởi vì đi theo những thiên thần chưa từng buông tha kia đến đây, những thiên thần chưa từng buông tha kia ở dưới kiếp nạn mà lần lượt chết đi, cho nên bọn hắn cũng chờ mong có thể chết càng ít thì càng tốt hơn. Vèo vèo. Phỉ Du thiên thần hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng hóa thành một đạo lưu quang nghênh đón hắn. Phành phành phành. Giữa không trung, song kiếm và song kích liên tiếp va chạm. Vừa mới ra tay thì Kỳ Linh đã kinh ngạc nói, ồ, pháp môn mà Phỉ Du thiên thần dùng đoàn kích này, không ngờ lại giống với luyện ngục thần như đúc vậy. Bởi vì lúc trước có kinh nghiệm ác chiến hồi lâu với luyện ngục thần, cho nên Kỳ Linh có thể ứng phó rất là nhẹ nhõm. Hắn cũng ra sức thi triển kiếm thuật. Lần giao thủ tỉ thí này quan trọng hơn là làm chín vị thiên thần đối phương
nhìn thấy rõ thủ đoạn của mình, đến lúc đó mới tiện phối hợp để ứng phó với kiếp nạn. Vèo, kiếm quang quỷ dị khó lường xẹt qua cổ của Phỉ Du Thiên Thần. May mắn mà Đoàn Kích đã kịp thời ngăn chặn, lại là một đạo kiếm quang màu đen quỷ dị từ phía dưới chọc lên trên thân thể của Phỉ Du Thiên Thần. Phỉ Du Thiên Thần cũng vung Đoàn Kích lên, gian nao ngăn cản. Kiếm pháp của Bắc Minh huynh đệ thật là quỷ dị, hung mãnh. Kiếm pháp vừa nhanh lại vừa quỷ dị, kiếm đạo này quả thực am hiểu công phạt mà. Lợi hại, quả thực là lợi hại, bằng vào kiếm pháp này cũng đủ để địch nổi Luyện Ngục Thần rồi. Đám người Vân Ngân Thiên Thần, Đông Hư Thiên Thần, Quý Bộ Thiên Thần đều sợ hãi thán phục. Tuy rằng bọn hắn cũng đã xông qua được, thế nhưng trên thực tế không có một ai trong bọn hắn đi theo đường kiếm đạo, mà ở bên trong kiếm pháp của Kỳ Linh, bọn hắn đã cảm thấy được chỗ độc đáo của cường giả kiếm đạo. Về phần Tụ Kha Thiên Thần, bảy vị Long Thần thì càng xem hai mắt lại càng tỏa sáng. Tuy rằng bọn hắn được Kỳ Linh mang theo tới, thế nhưng mà chưa từng nhìn thấy qua Kỳ Linh toàn lực thi triển kiếm pháp như thế nào. Phanh! Trong khi giao chiến, hai người liền tách ra, lập tức đáp xuống mặt đất. Phỉ Du Thiên Thần hưng phấn nói: Bắc Minh huynh đệ, tuy rằng ta đang ở thế hạ phong, thế nhưng đây chẳng qua là hâm nóng mà thôi. Đợi khi quen thuộc lẫn nhau thì ta có thể toàn lực ra tay rồi. Nói xong, khí thế của Phỉ Du Thiên Thần mơ hồ có chút khác biệt. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lại một lần nữa bắn thẳng về phía Kỳ Linh. Vừa giao thủ, Kỳ Linh cũng đã cảm giác ra được phương thức công kích của Đoàn Kích đã biến hóa. Phỉ Du Thiên Thần này thực là dấu tài, không còn là bộ pháp môn giống như Luyện Ngục Thần kia nữa, mà là càng thêm huyền diệu. Tuy rằng am hiểu tấn công, thế nhưng trong lúc nhất thời, Kỳ Linh cũng không có cách nào chiếm thế thượng phong được nữa. Hiển nhiên, Phỉ Du Thiên Thần ở bên trên Vạn Sơn Đảo đã nhịn vô số năm tháng dài dằng dặc, cho nên Đoàn Kích chi pháp của hắn cũng đã được tôi luyện càng thêm hoàn mỹ, so với kiếm pháp của Kỳ Linh còn hoàn mỹ hơn rất nhiều. Lợi hại, lợi hại. Đánh được một lát, Kỳ Linh cười nói: Không biết thần thông hộ thể của Phỉ Du đại ca như thế nào. Nói xong, không ngờ Kỳ Linh không hề ngăn cản công kích của đối phương, để mặc cho đoạn kích của đối phương đâm vào trên người mình. Đồng thời, kiếm pháp của Kỳ Linh cũng đã đánh tới trên người của đối phương. Phỉ Du Thiên Thần sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vã thay đổi chiêu thức ngăn cản công kích của Kỳ Linh. Phanh phanh phanh. Phỉ Du Thiên Thần bị đánh cho liên tiếp lùi về phía sau, đồng thời lại còn hô lớn: Người thi triển Bát Kiểu Huyền Công ư? Bát Kiểu Huyền Công đệ cửu chuyển ư? Kỳ Linh cũng cười nói: Người chơi xấu rồi. Phỉ Du Thiên Thần có chút khó thở. Nếu như Kỳ Linh yếu hơn một ít so với hắn, như vậy cho dù Kỳ Linh có Bát Kiểu Huyền Công hộ thể thì hắn cũng có thể hoàn toàn áp chế được Kỳ Linh. Thế nhưng thực lực của Kỳ Linh lại tương đương với hắn. Lúc này Kỳ Linh lại không cần bảo hộ bản thân, như vậy đã chiếm ưu thế rất lớn. Sư phụ, ngươi là ai vậy? Phỉ Du Thiên Thần hô lớn. Không ngờ ngươi đã tu luyện tới Bát Kiểu Huyền Công, còn tới đại kiều chuyển. Sư phụ ta là Bồ Đề Đạo Tổ. Kỳ Linh cười ha hà nói: Sao vậy, đang hâm mộ hay là ghen tị vậy? Là Bồ Đề Đạo Tổ ư? Ngươi thực sự là đi đường cùng, dẫm nhầm phân chó rồi. Phỉ Du Thiên Thần một mặt vừa đánh, một mặt hô lớn rất là chật vật. Được rồi, ta biết rõ thần thông hộ thể của ngươi rất là cao minh, đừng có bắt lạt người khác như vậy, có được không hả? Kỳ Linh cũng thấy tốt nhất là lên rừng, sau khi thể hiện thần thể của mình lợi hại một chút, lại bắt đầu tiếp tục công giết bình thường. Đoàn kích của đối phương công tới, Kỳ Linh cũng ngăn cản như thường. Cứ như vậy, ngươi tới ta đi, cũng coi như là đánh tới vui vẻ. Không nghĩ tới Bắc Minh huynh đệ lại tu luyện Bát Kiểu Huyền Công đến đại kiều chuyển, như vậy là tốt rồi. Vô Kỳ Thiên Thần híp mắt cười nói: Lần đại kiếp nạn này, đại quân yêu ma kia sẽ tới, Đồng Khúc lão đệ, đến lúc đó không cần một mình ngươi đứng làm bia ngắm nữa rồi. Đến lúc đó Bắc Minh huynh đệ cũng có thể cùng đi ngạnh kháng với ngươi. Đối mặt với quân đội yêu ma, quả thực cần thần thể rất mạnh để đi ngạnh kháng. Tráng hán Đồng Khúc Thiên Thần toàn thân có màu đồng trầm giọng nói: Bát Kiểu Huyền Công của Bắc Minh huynh đệ chính là đệ nhất thần thông phía dưới chân thần. Mặc dù ta có chỗ kỳ ngộ, thế nhưng nếu luận thần thể vẫn không theo kịp Bắc Minh huynh đệ. Lần này đi ngạnh kháng quân tiên phong, vẫn phải trông cậy vào Bắc Minh huynh đệ rồi. Trời á, Đồng Khúc ơi, đại ngốc tử như ngươi mà cũng biết lợi dụng người khác rồi hay sao? Không ngờ cũng biết để cho người khác xông vào trước đấy nha. Cả đám cùng cười. Đồng Khúc Thiên Thần lại chừng mắt nói:
Đó là thần thể của đám các ngươi không đủ cường đại, cho nên ta mới cố xông về phía trước. Hiện tại thần thể của kỳ linh so với ta còn mạnh hơn. Đây chính là đệ cửu chuyển của bát cửu huyền công đấy. Thần thể so với pháp bảo thuần dương cực hạn, cho dù là chân thần đạo tổ có động thủ, chỉ sợ cũng rất khó có thể hủy diệt được thần thể như vậy. Có thể tu luyện bát cửu huyền công đến đệ cửu chuyển ở thời kỳ thượng cổ trong tam giới cũng rất là hiếm thấy. Tất cả đều khiến cho chân thần đạo tổ khó chịu. Mỗi một người đều có thiên phú cực kỳ cao, căn bản không cần phải tới Nguyệt Hạ Đàm này để mạo hiểm. Đúng vậy, đúng vậy. Người như vậy bị chân thần đạo tổ nhìn trúng, quả thực hoàn toàn không cần phải đến Nguyệt Hạ Đàm. Bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm đều là từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ có người trong tam giới cảm thấy chuyện đột phá thành chân thần đạo tổ vô vọng, cho nên mới đến Nguyệt Hạ Đàm này để đánh cược một lần. Hơn nữa, cho dù từ trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra ngoài thì cũng không phải là nhất định có thể trở thành chân thần đạo tổ được. Coi như là xác minh Phật tổ cũng phải sau khi rời khỏi đây lại trải qua một đoạn năm tháng rất dài mới thành Phật tổ. Cho nên Nguyệt Hạ Đàm chính là một cái gân gà, vào được cũng phải vật lộn tốn sức. Một ít tuyệt thế thiên tài như Lữ Động Tân, Hồng Tuyết, Tôn Ngộ Không, không ai lại đi vào trong này cả. Đương nhiên, như đám người Phỉ Du Thiên Thần, Vu Kỳ Thiên Thần, thực lực của bọn hắn lúc trước như vậy, thế nhưng khi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm tu luyện lại có thể hiện phong mang. Chín người như bọn hắn đều có thái cực chi lực hoặc là lực lượng khác đạt tới tầng thứ tư, ném vào bên trong tam giới cũng sẽ khiến cho đám chân thần đạo tổ coi trọng. Bởi vậy có thể thấy được hiệu quả tu luyện của Nguyệt Hạ Đàm. Oanh! Bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn chấn động, dư âm khiến cho mặt đất rạn nứt. Những tòa núi lớn gần đây đều rung động lắc lư, có một lượng lớn đất đá lăn xuống. Uy của một kích này cũng làm cho đám người thiên thần đang xem cuộc chiến ở phía xa sợ tới mức sốc nhẹ. Quá là mãnh liệt rồi. Phỉ Du Thiên Thần lui về phía sau thật xa rồi lại nhìn Kỳ Linh. Người chặn được ư? Kỳ Linh cũng giật mình vô cùng. Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi sao uy năng kiếm pháp của ngươi lại đột nhiên tăng vọt thành như vậy? Phỉ Du Thiên Thần thất kinh hỏi. À, đó là do tâm lực tầng thứ tư quán thâu vào bên trong kiếm pháp tạo thành. Kỳ Linh nói. Tâm lực kèm theo cho nên mới làm cho uy năng tự nhiên tăng vọt. Phỉ Du Thiên Thần có chút khiếp sợ. Tâm lực tầng thứ tư? Ngươi chẳng những kiếm lực đạt tới tầng thứ tư mà tâm lực còn đạt tới tầng thứ tư sao? Còn nữa, cho dù tâm lực đạt tới tầng thứ tư, sao có thể rót vào bên trên thân kiếm được cơ chứ? Chẳng lẽ người đã ngộ ra pháp môn tâm lực thần kiếm hay sao? Tâm lực hư vô mờ mịt, dùng tâm lực như thế nào luôn khiến cho đám đại năng giả phải đau đầu. Còn ngươi thì sao? Kỳ Linh cũng có chút nghi hoặc hỏi. Kích pháp vừa rồi của ngươi... Rõ ràng bản thân hắn đã bộc phát ra một kích mạnh nhất. Kiếm lực, tâm lực, thậm chí ngay cả trích tinh thủ cũng đã bạo phát. Tuy rằng đã đánh cho Phỉ Du Thiên Thần phải lui về phía sau, thế nhưng đối phương lại có thể chặn lại được. Chỉ thấy song kích của đối phương mơ hồ sinh ra một cái thái cực đồ, mà công kích của hắn giống như rơi vào bên trong vòng xoáy vô tận. Đó là pháp môn mà gần đây ta đang cân nhắc đây. Phỉ Du Thiên Thần cười nói. Vô cực chi lực của ta đã đạt tới tầng thứ tư, thái cực chi lực thì tầng thứ hai. Thế nhưng mà vô cực sinh thái cực, vô cực chi lực này hoàn toàn có thể kết hợp với thái cực chi lực. Một chiêu này là chiêu thức mà ta mới thành lập, khiến cho vô cực, thái cực kết hợp lại mới có thể có uy lực phòng ngự như vậy được. Kỳ Linh không khỏi sợ hãi, thán phục than một tiếng. Lợi hại. Đương nhiên hắn biết rõ loại lực lượng đỉnh điểm này có một ít loại có thể kết hợp với nhau. Ví dụ như thời gian chi lực, không gian chi lực, như Hồng Tuyết Thiên Thần vậy. Hắn đem hai loại lực lượng này kết hợp với nhau, tạo thành thời gian chi lực. Trên phương diện thời gian nhất đạo xem như chính thức nhập môn, mới khiến cho Bồ Đề vui mừng vô cùng, lại thu hắn làm đồ đệ. Chỉ có thích hợp với nhau thì mới có thể kết hợp lại được. Cũng không thể nói Kỳ Linh dung hợp kiếm chi lực vào đao chi lực. Tám cây gậy tre không thể tạo thành được một khối, đơn giản chỉ kết hợp lại là được. Vô cực sinh thái cực, cả hai thứ này có thể kết hợp hoàn mỹ với nhau. Mặc dù là thái cực chi lực mới chỉ là tầng thứ hai, thế nhưng khi kết hợp lại sẽ sinh ra hiệu quả kinh người. Cho nên ta mới nói là một loại ổn thỏa nhất. Cho dù là Chấn Bố Thiên Thần có công kích cuồng mãnh nhất thì ta cũng có thể chống cự được. Phỉ Du Thiên Thần nhìn Kỳ Linh sợ hãi than nói. Bất quá luận về cuồng mãnh,
người so với Chấn Bố Thiên Thần còn cao hơn một chút. Lợi hại, lợi hại mà. Kỷ Linh lập tức nói, tâm lực khác với lực lượng khác, không có cách nào kéo dài. Công kích cuồng mãnh như thế, ta cũng chỉ có thể duy trì được hơn 10 lần mà thôi. Ồ, vậy ư? Phỉ Du Thiên Thần giật mình, khẽ lắc đầu. Thật là đáng tiếc. Bất quá, thực lực của ngươi đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Chúng ta đã sắp xếp thật kỹ, về sau chúng ta chỉ cần đợi là được. Đoán chừng chỉ trong 10 ngày nửa tháng thì đại quân yêu ma của Nguyệt Hạ Đàm sẽ công tới thôi. Phỉ Du Thiên Thần cười nói, đến lúc đó thứ mà 10 người chúng ta cần phải làm chính là nghênh chiến. Kỷ Linh đến Vạn Sơn Đảo luận bàn cuộc chiến cũng làm cho 9 vị thiên thần như Vu Kỷ Thiên Thần, Chấn Bố Thiên Thần rất là thoải mái, vui mừng. Tuy rằng mỗi một người trong bọn hắn thoạt nhìn đều tiêu sái tự tại vô cùng, mà dù sao cũng sắp đến đại kiếp nạn, cơ hồ có thể khiến cho một trong số bọn hắn chết đi, cho nên từ đáy lòng mọi người vẫn cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Lúc này Kỷ Linh càng cường đại thì tự nhiên bọn hắn lại càng vui mừng. Thời gian ngày từng ngày qua đi, 10 vị thiên thần cũng đang lặng lẽ chuẩn bị. Bên trong một tòa cung điện, Kỷ Linh và 9 vị thiên thần đang thảo luận phương pháp nghênh chiến. Cái gì? Không thể vận dụng trận pháp được ư? Kỷ Linh giật mình nói, đương nhiên là không thể dùng trận pháp được rồi. Vu Kỷ Thiên Thần lạnh nhạt bình tĩnh nói, người dùng trận pháp như vậy, yêu ma quân đoàn sẽ dùng trận pháp, số lượng bọn hắn quá nhiều, như vậy bên chúng ta sẽ chịu thiệt. Đây chính là kinh nghiệm giáo huấn mà tiền nhân đã để lại. Chúng ta không dùng trận pháp, khi đó yêu ma quân đoàn cũng sẽ không dùng. Kỳ quái, thật là kỳ quái mà. Kỷ Linh nghi hoặc, bên mình không dùng trận pháp, như vậy bên yêu ma quân đoàn cũng sẽ không dùng ư? Tại sao có thể như vậy được? Kỷ Linh có chút khó hiểu. Nếu như người coi mình trở thành người sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm, như vậy người sẽ hiểu thôi. Chấn Bố Thiên Thần cười ha hả nói, người sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm muốn tu luyện chúng ta, khiến cho chúng ta càng thêm cường đại hơn. Nếu như chúng ta nhờ trận pháp để đối phó, ví dụ như trận pháp của Thất Diệu Thiên Thần, đến lúc đó nhìn như sẽ có 7 tên thiên thần cùng nhau nghênh địch, thế nhưng trên thực tế chỉ là một gã thiên thần đang chiến đấu, 6 vị khác chỉ là phụ trách cung ứng thần lực mà thôi. Như vậy cũng đã có thể vi phạm ước nguyện ban đầu của người sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm rồi. Cho nên đương nhiên người ta sẽ không hy vọng chúng ta dựa vào trận pháp, mà là dựa vào chính bản thân mình đi nghênh địch, chém giết, tiếp nhận kiếp nạn để tu luyện bản thân. Kỷ Linh vừa được đối phương nhắc vậy cũng đã hiểu rõ, hắn cười nói, nói đến cũng lạ, ta cũng không biết người sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm này phí bao nhiêu tâm tư để tu luyện chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta cũng rất tò mò. Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây? Chỉ sợ chỉ có Giác Minh đi ra ngoài là mới biết được thôi. Kỷ Linh à, người mới từ bên ngoài tiến vào, Giác Minh tôn giả kia ở bên ngoài có nói người sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm này làm như vậy là có mục đích gì hay không? 9 vị thiên thần cũng có chút khó hiểu. Kỷ Linh lắc đầu, đối với chuyện về Nguyệt Hạ Đàm, sau khi đi ra ngoài, Giác Minh Phật Tổ ngậm miệng không có nói gì. Sao, đã trở thành Phật Tổ rồi sao? Quý bộ thiên thần kinh hô lên, trước đó đám người Thất Long Thần đã nói, ngươi không nghe thấy sao? Thất Long Thần ư? Ngươi đường đường là thiên thần, còn thất thần cái gì chứ? Kiếp nạn đã tới gần, không nhịn được nghĩ đến cảnh tượng yêu ma quân đoàn, sao nào còn không cho ta thất thần hay sao? Không có cách nào dùng trận pháp, như vậy nghênh chiến chỉ có thể dốc sức mình liều mạng mà thôi. Thứ duy nhất cần phải nhớ cho kỹ chính là khoảng cách phải gần nhau hơn một chút. Những thiên thần khác gặp phải nguy hiểm, tốt nhất là có thể nhanh chóng cứu viện, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có thể chèo chống càng lâu trong lúc yêu ma quân đoàn tập kích được. Đảo mắt, Kỷ Linh đã đi vào Vạn Sơn Đảo cũng đã được 21 ngày. Từ ngày thứ 10 thì 10 đại thiên thần cũng đã ở lại gần nhau, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Rốt cuộc vào hôm nay, trên bầu trời có tiếng gió thổi mạnh, bầu trời vẫn có một mảnh sương mù như trước, vầng trăng vẫn treo trên cao cao. Trong thiên địa xa xưa, bao la mờ mịt, có thanh âm vang lên từ phía tây Vạn Sơn Đảo truyền đến. Ồ, 10 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, tất cả đều bay ra khỏi cung điện, bay đến bên trên một đỉnh núi cao gần đó. 10 người bọn hắn giống như là thần linh ở trong thiên địa, nghiêng mắt nhìn về phương xa. Đến rồi ư?
Phỉ Du Thiên Thần trầm giọng nói, cuối cùng cũng đã đến rồi. Chấn Bố Thiên Thần liếm môi nói, Bắc Minh nhớ kỹ. Vu Kỷ Thiên Thần nhắc nhở Kỷ Linh ở bên cạnh, đừng xông lên quá xa, người có được Bát Kiểu Huyền Công hộ thể, tuy rằng có thể đánh nhau, thế nhưng một mình nhảy vào trong quân đoàn, không có những người khác hỗ trợ, lại lọt vào trong công kích của yêu ma vương, như vậy sẽ cách cái chết không xa nữa đâu. Ta đã hiểu rõ rồi. Kỷ Linh gật đầu. Yêu ma quân đoàn có một lượng lớn yêu ma có thực lực tương đương với thiên thần, yêu ma tướng có thực lực tương đương với 10 thiên thần như bọn hắn, cùng với yêu ma vương có thực lực mạnh hơn so với bọn hắn rất nhiều. Thiên thần nghênh chiến ngày hôm nay càng nhiều, yêu ma tướng, yêu ma cũng có rất nhiều. Bởi vì lần này là 10 tên thiên thần, cho nên có 10 tên yêu ma tướng. Phải cẩn thận, yêu ma tướng, 10 tên yêu ma tướng kia, mỗi một người đều tương đương với chúng ta rồi. Đặc biệt là một lượng lớn yêu ma chết tiệt kia. Tuy rằng ở một mình rất yếu, thế nhưng chúng có thể dây dưa với ngươi, ảnh hưởng đối với thực lực rất là lớn. Chúng ta phải dựa sát vào nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau, không nên bị đám yêu ma phân tách ra. Đồng Khúc Thiên Thần không nhận được phải nói một câu. Kỷ Linh gật đầu, hắn hiểu tất cả mọi người đều đang nói với hắn. Dù sao chín vị khác cũng đã có kinh nghiệm trải qua kiếp nạn. Chính là bởi vì có kinh nghiệm, cho nên chín vị kia lo lắng Kỷ Linh xảy ra sơ suất. Loại thời khắc sinh tử này, một khi xảy ra sơ suất cũng cơ hồ đại biểu cho tử vong. Rầm rầm rầm, mặt đất cũng đang run rẩy. Mười đại thiên thần nghiêng mắt nhìn ra phía xa, chỉ thấy ở phía xa có vô số yêu ma xuất hiện. Những yêu ma này toàn thân đều có làn da màu xanh lá cây đậm, tay cầm binh khí như đao, thương, đinh ba. Trong đó còn có một đám yêu ma tướng, hình thể càng thêm khôi ngô, ước chừng cao hơn một trượng. Màu da của đám yêu ma tướng này là màu đỏ sậm. Đám hình thể lớn kia chính là yêu ma tướng đấy. Nhìn kìa, người trên đầu có sừng dài nhất chính là yêu ma vương. Đám người Phỉ Du Thiên Thần chỉ trỏ cho Kỷ Linh thấy. Kỳ thực Kỷ Linh cũng đã mơ hồ đoán ra được rồi. Dù sao, những tồn tại trên đầu có hai sừng dài một trượng, khí thế quả thực là mạnh nhất. Bên hông yêu ma vương có hổ lâu màu vàng, cầm trong tay một cây trường côn màu đen, ngửa đầu mà gào thét. Một nhóm lớn yêu ma cũng gào thét theo. Mười đại thiên thần nhìn thế vậy, vẻ mặt tức thì trở nên trịnh trọng. Bảy vị long thần, Tụ Kha thiên thần cùng với các thiên thần ở phía xa cũng đang khẩn trương quan sát. Lại một trận kiếp nạn nữa đến rồi. Hy vọng lần này bọn hắn có thể còn sống sót được. Bọn hắn đã hết cách rồi. Nếu như bọn hắn tham chiến, nhất định sẽ khiến cho càng nhiều yêu ma hơn nữa xuất hiện. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn qua mà thôi. Bọn hắn có thể đi tới Vạn Sơn đảo này cũng chính bởi vì đi theo một đám thiên thần lợi hại. Thế nhưng trong mỗi một lần kiếp nạn, cơ hồ đều có thiên thần chết đi. Bọn hắn cũng không thể bàng quan, không quan tâm được. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thiên thần chết đi chính là ân nhân của bọn hắn. Tựa như đám người Thất Long Thần, Tụ Kha thiên thần vậy. Bọn hắn cũng không muốn Kỷ Linh chết đi. Tất cả mọi người đều không muốn 10 vị thiên thần này chết. Hy vọng 10 người Bắc Minh huynh đệ đều có thể còn sống sót. Khô Long thiên thần nói, đi thôi. 10 đại thiên thần đứng ở trên đỉnh núi, nương theo Phỉ Du thiên thần đứng đầu hiệu lệnh một tiếng, tất cả lập tức hóa thành lưu quang bay tới trên một ngọn núi quái dị cách đó mấy dặm. Hòn đảo này được gọi là Vạn Sơn đảo cũng là bởi vì có hình dạng khác với những ngọn núi còn lại. 10 đại thiên thần Kỷ Linh chọn ngọn sơn phong này chính là bởi vì nó thích hợp với bọn hắn nhất. Tuy rằng không có cách nào bày trận, thế nhưng bọn hắn lại có thể vừa vặn lựa chọn địa hình. Địa hình thích hợp thì có thể làm cho yêu ma quân đoàn không có cách nào hình thành vây công quy mô lớn được, giảm bớt áp lực cho 10 đại thiên thần. Chư vị huynh đệ, Phỉ Du thiên thần quát lên, sau khi sống sót thì cùng nhau uống rượu, cùng nhau uống rượu, cùng nhau uống rượu. 9 vị thiên thần khác kể cả Kỷ Linh bên trong cũng giống giận. Từ phía xa đánh tới yêu ma quân đoàn, trong lòng mỗi một người bọn hắn đều có sát ý vô tận. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, phải giết, nếu không người chết sẽ là chính mình. Tới gần, không ngừng tới gần, yêu ma quân đoàn đã xông vào trong phạm vi trăm vạn dặm, càng ngày càng gần. 60 vạn dặm, 30 vạn dặm, yêu ma yếu nhất cũng có thể so sánh được với thiên thần. Tốc độ chạy như bay đương nhiên sẽ rất là kinh người, rất nhanh đã vọt tới trước mặt mọi người. Các con, giết sạch bọn chúng đi. Yêu ma vương cao giọng gào thét, lập tức đám yêu ma càng thêm hưng phấn. Giết!
Phỉ Du Thiên Thần cũng hét to một tiếng: "Sống lên!" Chín đại thiên thần đã sớm lấy ra binh khí của riêng mình. Phanh! Giống như là thủy triều mãnh liệt đánh vào trên đá ngầm, 10 đại thiên thần dựa vào trên ngọn núi lập tức bị nhóm lớn thần ma này điên cuồng vây công. Kỷ Linh cầm song kiếm trong tay, đối mặt với một đám yêu ma không ngừng vung vẩy trường thương, binh ba, dao, thi triển ra minh nguyệt kiếm thuật. Kiếm quang bay múa vô cùng quỷ dị. Phốc một tiếng, đầu của một gã yêu ma lập tức bay lên. Keng! Kiếm quang lập tức đem một yêu ma mập mạp chém chết thành hai nửa. Ồ! Kỷ Linh khi thì thi triển ra hai thức phòng thủ như duy tâm thức và âm dương thức. Trong lúc bị vây công, hiển nhiên phòng thủ rất là quan trọng. Nếu không bị một nhóm lớn yêu ma tiến vào gần, như vậy ngay cả không gian dương kiếm lên cũng không có, lúc đó sẽ là xong đời. Dựa theo lời đám người Phỉ Du đại ca đã nói, những yêu ma bình thường này phải mong chóng giết đi, giết càng nhiều thì càng tốt. Tuy rằng thực lực của bọn chúng rất yếu, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, người có thể đưa các thiên thần vào con đường cùng chính là những yêu ma bình thường này. Kỷ Linh cũng không dám khinh thường, mặc dù có bắt kiểu huyền công hộ thể, thế nhưng một khi hoàn toàn bị trói buộc vây khốn, như vậy yêu ma vương rất đơn giản là có thể chấn áp được hắn, sau đó lại thu vào bên trong hồ lô màu vàng kia. Hai Kỷ Linh xuất hiện ở giữa không trung, ở đây duy nhất không có kinh ngạc chính là yêu ma vương. Hắn đã sớm từ chỗ tuyết ma biết chuyện Kỷ Linh có được hai phân thân, cho nên hắn mới ưu đãi Kỷ Linh như vậy. Phân thân của ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Yêu ma vương cười hằng hạc nói: "Ta đã chờ thật lâu." Vù, hắn gào thét đánh tới. Trong đó một Kỷ Linh ba đầu sáu tay gào thét bay lên, sáu đạo kiếm quang cuồng vũ cùng yêu ma vương cận thân chém giết. Một cái khác chính là Kỷ Linh mới xuất hiện, ở xung quanh hiện ra 729 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm. Chỉ thấy bóng kiếm mênh mông di động ở xung quanh Kỷ Linh, pháp lực xa xa vượt qua thuần dương chân tiên từ trong cơ thể Kỷ Linh tuôn ra, tiến vào trong từng thanh tiên kiếm. Pháp lực của Kỷ Linh quá tinh thuần, khiến cho kiếm khí trải qua đại thiên kiếm trận chuyển hóa nhanh chóng tăng vọt. Đại lượng kiếm khí hội tụ ở trước người Kỷ Linh tạo thành một thanh ngọc kiếm trôi lơ lửng. Sao? Yêu ma vương vừa mới đánh bay một Kỷ Linh khác, trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại. Khi thấy thanh ngọc kiếm lơ lửng kia, hắn cảm thấy uy hiếp vô hình. Điều này làm cho hắn phải khiếp sợ. Thanh phi kiếm kia, vậy mà để cho ta sinh ra cảm giác uy hiếp sao? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy được? Cái thanh phi kiếm kia, kiếm trận uy hiếp ư? Chín tên thiên thần đang chém giết trong đám yêu ma tướng, thậm chí đám người Phỉ Du thiên thần cũng chấn kinh. Khí tức kiếm trận không có biện pháp thu liễm, ngọc kiếm càng là do kiếm khí ngưng tụ mà sinh, uy áp trực tiếp tràn ngập ra, để cho tất cả yêu ma thiên thần cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Ở trên cấp độ sinh mệnh, Kỷ Linh đã vượt qua bọn hắn một bước. Đi! Kỷ Linh xa xa chỉ một cái. Vù! Ngọc kiếm ở trên không trung để lại một đạo tàn ảnh hình cung, liền như một vòng tàn nguyệt. Ngọc kiếm lưu chuyển lên kiếm quang màu đen cũng đã thẳng hướng yêu ma vương. Tất cả yêu ma cùng thiên thần ở đây đều có thể cảm giác được một vòng tàn nguyệt ở giữa không trung kia thê mỹ bậc nào, lại làm cho bọn hắn sợ hãi ra sao. Kiếm lực tầng thứ tư, tâm lực tầng thứ tư của Kỷ Linh đều là cấp độ lực lượng đỉnh phong thuộc về thiên thần. Kỷ Linh thi triển trích tinh thủ cũng gần như thiên thần đỉnh phong. Trước kia kim đan chưa lột xác, Kỷ Linh thi triển hơn 700 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm cấu thành đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng, cũng có lực lượng của thiên thần chân tiên đỉnh phong. Kiếm lực tầng thứ tư, tâm lực tầng thứ tư, trích tinh thủ, đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng đều xem như cùng một cấp độ. Tuy rằng trích tinh thủ cùng đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng tương đối mà nói hơi yếu nhược một chút, nhưng vẫn là cùng cấp độ. Mà bây giờ theo thuần dương kim đan trong cơ thể Kỷ Linh lột xác tăng lên, pháp lực cũng tinh thuần lên mấy chục lần. Không hề nghi ngờ, pháp lực trải qua kiếm trận chuyển hóa ngưng tụ ra một thanh ngọc kiếm, uy năng cũng tăng vọt mấy chục lần, đã vượt qua cực hạn của thiên thần, bước vào cánh cửa đạo tổ. Thậm chí chỉ luận về uy năng, so với đám người Hồng Tuyết thiên thần lúc trước hình thành Thất Diệu thiên thần, so với lúc trước Trường Thanh kiếm tiên thao túng đạo tổ Khôi Lỗi còn mạnh hơn một ít, nên tương đương lúc trước Kỷ Linh thi triển hình thiên thần mạnh nhất. Thật nhanh, thật là nhanh. Sắc mặt của yêu ma vương đại biến. Ngọc kiếm bay tới, sau khi pháp lực tinh thuần, tốc độ của ngọc kiếm cũng càng thêm kinh người. Yêu ma vương huy động trường côn liên tục, mong muốn ngăn cản. Thế nhưng kiếm quang màu đen kia lại rất là quỷ dị, xẹt qua một đường vòng cung ma quỷ, liền sát lấy trường côn,
trực tiếp lược qua thân hình của yêu ma vương. Một mảnh xôn xao, yêu ma vương cầm trường côn trong tay sững sờ đứng trên không trung, thân thể từ đó tách ra. Hắn dĩ nhiên đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Thua rồi, thua rồi. Hai nửa thân thể của yêu ma vương ngưng tụ lại, sững sờ nhìn Kỳ Linh. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Những yêu ma tướng vốn đang điên cuồng tấn công kia cũng đã ngừng lại. Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn yêu ma vương ở giữa không trung cùng với thiếu niên áo bào trắng, làm bọn hắn khó có thể tin được kia. Chính vị thiên thần cũng ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo bào trắng. Bắc Minh. Bọn hắn đều cảm nhận được sự rung động. Ở chỗ xa xa, một đoàn thiên thần như thất long thần, chỉ có thể xem cuộc chiến, không có biện pháp xuất thủ, cũng hoàn toàn bối rối. Mỗi người đều nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng ở giữa không trung kia. Thua, ta thua. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 138 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.